Đây là km số 98 và còn cách Đồng Văn 46 km nữa. Cao nguyên đá Đồng Văn, nơi xa nhất, đẹp nhất và hoang sơ nhất tại biên giới phía Bắc, là nơi ở của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số với những nét văn hóa, lối sống đặc trưng. Sau lần đầu tiên tới đây bằng xe máy, tôi đã dự tính sẽ quay trở lại Đồng Văn vào dịp khác, bằng một hành trình đi bộ. Chào bạn, đây là buổi sáng thứ 6 của mình trên Hà Giang. Và giờ mình sẽ tiếp tục lên đường. Hành trình hôm nay thì của mình sẽ từ Yên Minh đi tới Phố Cáo. Khoảng cách là khoảng 16 cây. Hôm nay chủ nhật lên hôm nay là ngày mùng 2 tháng 9, chủ nhật. Nên có thể thấy là rất nhiều người dân đang đi chợ phiên. Đây là km số 99 và còn cách Đồng Văn là 45 cây nữa. Và đoạn đường sắp tới sẽ phải leo. Từ đây lên Phố Cáo thì chênh lệch độ cao khoảng tầm 600 đến 800 mét. Đã sắp ra khỏi Yên Minh rồi. Như đây, phía trước mặt là rất nhiều dãy núi. Dãy núi rất là lớn. Đây là km số 100. Và cách Đồng Văn là 44 cây nữa. Khi mà tới điểm có biển báo ra khỏi thị trấn thì sẽ có hai lối rẽ, một lối rẽ là sẽ xuống thung lũng và trên bản đồ ghi là bản vàng, và một lối đi theo quốc lộ 4C để đi lên Đồng Văn. Hiện tại vẫn đang ở km số 100 và đây là nhìn rõ hơn đoạn đường lên dốc ở trên kia. Từ đây lên đấy vẫn còn rất xa và cao nữa. Và trời bắt đầu lại tiếp tục mưa. Mình đã leo lên được một đoạn dốc. Mà thung lũng ở phía xa kia chính là thị trấn Yên Minh nằm dưới đó. Bên này cũng còn vài nhà dân và trên kia những người dân đang phơi các tấm, các hòn đá, không biết mục đích như này gì. Sẽ tiếp tục đi lên này. Còn sau đoạn quanh kia sẽ là một đoạn dốc nữa. Đây là chính là đoạn dốc mà khi mà đứng từ dưới kia mình đã nhìn thấy. Đây kia là thung lũng bản vàng. Hướng này chính là thị trấn Yên Minh. Vẫn còn phải leo lên một đoạn nữa mới lên được tới đỉnh. Hiện tại thì mình đã đi vào con đường phía trong núi. Con đường này khá giống với con đường đoạn đường đi từ Cán Tỉ qua Lao và Trải ngày hôm qua. Nghĩa là có một
các suối nhỏ. Hy vọng đoạn đường sắp tới cho tới dốc Thẩm Mã sẽ không còn đoạn đèo dốc nào nữa. Con đường đi xuyên qua trên núi này, đi qua một thung lũng mà có một làng nhỏ ở đây. Mình có thấy có lẽ đây là các dạng ngô và dạng mía, có lẽ người dân phơi ở đây và để đợi đến khi sau khi gặt xong sẽ cuối mùa sẽ đốt dạ này và là phân bón cho vụ tiếp theo. Thu nhập của người dân ở trên này thực sự rất thấp, vì mỗi mùa chỉ có thể được trồng được một vụ mà thôi. Cuộc sống thì hầu hết là dựa vào các vụ ngô, một số nơi sẽ trồng được lúa và chăn nuôi. Trên này là một đoạn thung lũng rất là bằng phẳng, người dân có thể trồng lúa ở đây. Trên này sẽ cao hơn Yên Minh là khoảng 300 đến 400 mét, không biết độ cao hiện tại so với mặt nước biển là bao nhiêu. Cột mốc km số 102, còn cách Đồng Văn 42 cây nữa. Hứa Vinh à? Công trường à? Hôm nay được nghỉ à? Hôm nay không đi học à? Cầu ốc chú to không? To không? Ta đang là km số 104 và còn cách Đồng Văn là 40 km nữa. Đi trước là một ông chú người Hàn Quốc của Samsung. Hiện tại Samsung đi trên này thấy Samsung tuyển rất nhiều biển tuyển công nhân của Samsung. Các bạn, hiện tại thì mình đang leo lên một triền dốc khá là cao, từ thung lũng ở dưới kia lên đây. Thung lũng ở dưới kia. Cảnh ở trên này nhìn xuống khá là đẹp. Ở trên triền dốc này là một ruộng ngô, và đến mùa thu hoạch rồi. Người dân đang thu hoạch ngô trên ruộng. Đây là cuối đầu tháng 9, mùng 2 tháng 9 rồi. Cũng là cuối vụ thu hoạch. Đang bao tải ngô. Đấy, leo rất cao để có thể thu hoạch được ngô. Đây là nguồn thu nhập chính của người dân.
nhìn xem. Cái chỗ không phải là đang đi từ cổng kia mà. Cái đấy từ đi từ ta cổng kia. Nó hai chỗ. Hai chỗ. Hậu thì là chỗ mà cậu đang có chuyện gì? Vì em có từ sau mình bảo vệ là chỗ ít tạ vệ. Ta mới đi từ cổng kia mà. Cậu chia gì? Nãy chỉ cần cậu ôm mình. Hai nít. Hai lò. Cậu chia. Cậu chia. Hiện tại đang là km số 105, khoảng cách Đồng Văn là 39 km nữa. Trời đã mưa nặng hạt. Đây là km số 106, khoảng cách Đồng Văn 38 cây nữa. Km số 106 phía trước có một tấm biển có hình ảnh một đoạn dốc, và là trước mặt chính là dốc Thẩm Mã rồi. Đoạn dốc vừa rồi không phải là đường lên của dốc Thẩm Mã, mình đã bị nhầm. Nhưng mà đoạn đường phía trước là một đoạn đường bằng từ đây đến dốc Thẩm Mã còn khoảng 30 đến 45 phút đi bộ nữa. Nhưng mà có khả năng là phía trước sẽ là những đoạn đường bằng như này. Hiện tại là km số 37 à, km số 107, cách Đồng Văn là 37 km nữa. Đây là hiện tại đang là km số 37, 107 cô lộ 4C. Và mình đang đứng cạnh một điểm tham quan. Trên này có ghi là Sách Đá Vân Trải. Đây là mô tả về Sách Đá Vân Trải. Mình lên cao thêm một đoạn so với viewpoint điểm tham quan Sách Đá thì đây có thể nhìn rõ hơn các ngọn núi giống như những trang sách nghiêng theo một hướng. Đây là đoạn đường đi tiếp lên dốc Thẩm Mã. À, kia là một đoạn trên cao đây, nhìn thấy một chiếc xe đang lên dốc. Chính là đoạn đường trên cao kia. Mình đã ở khá gần con dốc Thẩm Mã rồi. Nhưng mà con đường trên kia, con đường phía cao ở trên kia không phải là quốc lộ 4C, mà con đường trên đó chỉ có một đoạn giao với dốc Thẩm Mã thôi. Nhưng mà dốc Thẩm Mã sẽ nằm đâu đó ở trên vách núi trên kia rất cao. Trời nãy trời mưa rất nặng hạt. Phía trước kia chính xác là dốc Thẩm Mã. Sau khi ngồi nghỉ mình sẽ tiếp tục leo lên dốc này. Mình mới leo được một đoạn từ dưới kia lên trên lưng chừng một đoạn dốc của dốc Thẩm Mã. Ở đây còn vài khúc cua nữa mới tới nơi. Đây là đường đi lên. Trời đang mưa, sương mù giăng khắp nơi. Phía trước chính là km số 109 quốc lộ 4C, và còn cách cả Đồng Văn là 35 km nữa. Đây là khúc cua thứ 2, thứ 3 của dốc Thẩm Mã rồi. Và trên chính là Thẩm Mã viewpoint. Cướp là mày làm vợ luôn, cướp mày làm vợ luôn. Luôn. Cướp mày làm vợ luôn. Hai đứa lên làm vợ luôn.
Không phải. Mỗi đứa bắt luôn. Một đứa lấy thêm đứa dưới. Đây là view point dốc Thẩm Mã. Ở đây là nhìn con ven. Đoạn dốc Thẩm Mã. Con đường trên cao phía này là đi về xã Lũng Thầu. Còn đoạn đường kia là quốc lộ 4C. Chú có xe à? Con nói tiếng Kinh giỏi nhỉ? Con đi học ở lớp mấy rồi? Thầu lớp 7. Lớp 7 là lớn rồi. Mấy anh em ở đây làm gì? Bán hàng hả? Chú không có xe à? Chú không có xe à? Chú cứ ở đấy. Chú từ thành phố lên. Nè, nếu lúc à, nếu lúc tận đi mà không có đi thì à? Lúc chú chú này nào? Nè, chú có tận, nè chỉ lát thôi rồi. Mấy con đây làm gì bán hàng hả? Không gì hay, đây đi chơi thôi. Chơi. Chơi à? Hoa. Lấy hoa gì cho bò ăn hả? Không phải. Làm gì? Khách có lưu chụp ảnh có cho tiền không? Có. Bao nhiêu tiền một ảnh? 10.000. 10.000 một ảnh. Bao nhiêu này sao mà chia được? Hả? Được không? Rồi, chú đi đây. Bye. Bye. Một đứa nhóc này ở xã Lũng Thầu ra đây chụp ảnh cùng đeo giỏ hoa, chụp ảnh cùng khách du lịch. Mỗi một bức ảnh là 10.000. Hiện tại đang ở km số bao nhiêu này nhỉ? Không nhìn rõ. Nhưng chỉ còn cách Đồng Văn 34 km thôi. Tại mình đang đi trong một đám mây mưa. Trời đang mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa tạnh. Hiện tại mình đang đứng trước cổng vào của xã Phố Cáo. Phía trước chính là xã Phố Cáo. Tại mưa vẫn đang còn mưa lâm thâm. Giờ mình sẽ đi qua xã Phố Cáo và tới dốc Chính Khoanh. Qua dốc Chính Khoanh sẽ có một homestay. Mình không nhớ tên homestay nhưng mà khi vượt qua dốc Chính Khoanh thì sẽ có một homestay ở gần đó. Còn tối nay mình sẽ nghỉ ở homestay này. Đây là km số 112. Đã đến có mốc km tiếp theo. Mốc này đã hơi mờ. Phía trước mặt này chính là điểm khởi đầu của dốc Chính Khoanh. Và Chính Khoanh dốc này sẽ phải dùng để vượt qua ngọn núi phía trước này. Khoảng cách không xa nhưng độ cao rất lớn, khoảng gần 500 m. Đây là một cung đường trên dốc Chính Khoanh. Dốc Chính Khoanh này khá thoải nhưng leo lên khá dễ dàng, không dốc và gấp như những dốc khác. Ở dưới này con này nhìn thấy thung lũng xã Phố Cáo ở dưới kia. Km số 114 rồi. Đây là km số 114. 100 m. Và đang ở trên dốc Chính Khoanh. Phía trước là cột mốc km số 115. Đồng Văn 29 cây số nữa. Đây chính là cột mốc km số 116. Và rất gần với
viewpoint đỉnh của Lốc Chín Khoanh. Hiện tại đây là km số 118 và thuộc địa phận Sa Sung Là. Mình vừa leo, mình vừa phải leo thêm một quả núi nữa. Đâm lao phải theo lao, vì thay vì lựa chọn nghỉ lại các nhà nghỉ tại phố cáo thì mình lựa chọn vượt tiếp dốc Chín Khoanh. Và sau khi vượt dốc Chín Khoanh là phải vượt tiếp một ngọn núi nữa mới tới được homestay nhà anh mua. Và bây giờ mình đang cách homestay nhà anh mua khoảng 1,5 cây nữa. Mình đã gọi điện trước cho anh mua. Bây giờ mình sẽ đến đây. Đây chính là km số 119 và một cách Đồng Văn 25 cây nữa. Từ đây xuống dưới nhà anh mua còn khoảng 700m nữa thôi. Đây chính là điểm vào làng văn hóa Lũng Cầu, Lũng Cầm người Mông. Cũng là lối vào nhà anh mua. Chỉ còn khoảng 200m nữa đây. Chính là homestay nhà anh mua. Đây là vợ anh mua, đây là nhà anh mua. Anh mua đi trực à chị? Vâng. Cháu trai vậy? Dạ. Đi đâu đi chơi à? Không đi chơi. Sao cháu trai ăn mặc đẹp vậy? Chị mua rồi. Alo, chị mua rồi. Chị đã tắm rửa ở đâu ạ? À? Tắm trong này à? Alo. Chị ở bể này hả? Trong nhà tắm à? Dạ, yeah, ok. Thank you. Đây là nhà homestay nhà anh mua và mình bị khách duy nhất ở đây. Chị mua không à, không kinh mà phải nhờ con phiên dịch. Mình sẽ nghỉ ngơi và tắm rửa. À, homestay nhà anh mua có một nhà vệ sinh chung, một nhà tắm chung, rất nhiều phí dịch vụ tắm nước nóng đấy, 15.000 vệ sinh, 5.000 có cả bình nóng lạnh, ở đây có cả wifi nữa. Xin chào mọi người, hiện tại mình đang ở tại homestay nhà anh mua tại xã Sùng Là, Đồng Văn, Hà Giang. Mình đến đây vào tầm 8 giờ tối và mình vừa tắm rửa giặt đồ xong. Nhà anh mua thì khi mà đến thuê tại nhà anh mua thì bạn có thể gọi điện trước theo số điện thoại, và nhà anh mua này mình có thể mình tìm thấy nhà anh mua ở trên Google Maps. Nhà trên đấy cũng có số điện thoại của anh mua luôn. Để thuê homestay thì đây là một phòng mình ở. Đây là có phòng thứ nhất nằm ở trên gác mái. Gia đình nhà anh mua ở phía dưới. Ở đó đây có một tấm biển ghi là quý khách giữ trật tự khi lại, vì đây là sàn gỗ.
hình ngôi nhà bằng gỗ. Và hiện tại như mình thấy là có tổng cộng là 3 phòng. Nhưng mà bây giờ mình là khách duy nhất ở đây. Bây giờ đang là khoảng 8 giờ 45 tối. Nhà anh mua thì cách quốc lộ 4C không xa. Nhưng hiện tại do đã quá trễ nên không còn quán cơm nữa, quán cơm không còn mở nữa. Mình sẽ đi ra đầu ngõ. Đầu nhà anh mua có anh trai mua mở quán tạp hóa. Mình sẽ ra mua đồ và ăn tối. Hẹn gặp lại các bạn.